Xin chào mừng bạn quay trở lại với bài học giáo lý cơ bản dành cho những người mới tin nhận Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi sâu hơn về sự cứu rỗi, làm thế nào để con người của chúng ta được cứu rỗi ra khỏi tội lỗi, để được giải thoát ra khỏi tội lỗi và được đến nước thiên đàng của Chúa. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu số 12 thì ghi như sau: Nhưng hễ ai đã tin nhận Ngài, tức là tin vào danh của Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định rằng tất cả những ai tin và nhận Chúa Giêsu thì người đó được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 3 câu số 16 cũng có ghi: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin nhận con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có hai động từ mà chúng ta cần chú ý ở trong hai câu Kinh Thánh này, đó là tin và nhận. Tin là nhìn nhận ở trong tâm trí rằng Ngài chính là con đường, là sự sống và đấng cứu rỗi. Nhận có nghĩa rằng bước đi theo Ngài. Để có được sự cứu rỗi nơi Chúa Giêsu, chúng ta cần làm hai bước. Thứ nhất là tin và nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình. Ngoài Chúa Giêsu ra, không một ai khác có thể ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Chúng ta được cứu không phải do chúng ta làm lành. Chúng ta được cứu không phải chúng ta sống tốt. Chúng ta được cứu không phải do chúng ta đi nhà thờ. Chúng ta được cứu cũng không phải do chúng ta tham gia vào các nghi lễ và phục vụ Chúa ở trong nhà thờ. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta được cứu là nhờ chúng ta ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giêsu. Sự cứu rỗi là một món quà mà Chúa ban cho, không cần chúng ta phải nỗ lực, vì Chúa Giêsu đã làm tất cả mọi sự trên thập tự giá cho chúng ta rồi. Nếu như đó là một món quà thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta chỉ cần đưa tay ra và tiếp nhận nó là được. Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt, đã phải hy sinh mạng sống của Ngài để cất lấy tội lỗi của cả thế gian này và để giành lại những gì Adam và Eva đã đánh mất. Và Chúa trao cái sự cứu rỗi đó cho tất cả những người tin nhận Ngài. Đó là nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu, điều đó không phải đến từ mỗi một chúng ta. Trong sách Roma đoạn 3 câu số 22 có nói như sau: Tất cả những ai có lòng tin đều được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vì đã tin vào Đức Chúa Giêsu Christ, không phân biệt người nào. Theo câu Kinh Thánh này, làm thế nào để chúng ta được xưng công chính? Khái niệm xưng công chính là một khái niệm được dùng trong việc công bố một người có tội hay không có tội. Khi Kinh Thánh nói rằng một người được xưng công chính, điều này có nghĩa rằng người đó được kể là không có tội trước mặt Chúa. Và điều kiện để chúng ta được kể là không có tội trước mặt Chúa là gì? Đó là tin vào Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể sẽ đặt câu hỏi như sau: Thế làm thế nào để tôi biết chắc rằng tôi đã được nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa? Câu hỏi tôi đặt lại cho quý vị đó là: Quý vị đã thực sự tin Chúa Giêsu chưa? Giăng Báp-tít và Chúa Giêsu đều rao giảng một sứ điệp giống nhau, đó là hãy ăn năn và tin nhận Ngài. Khi chúng ta ăn năn tội lỗi và chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì lời Chúa khẳng định rằng chúng ta đã được nhận sự cứu rỗi. Như vậy, sự cứu rỗi không nhất thiết phải kèm theo những cái cảm xúc. Có những khi thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì đó rất đặc biệt khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, nhưng cũng có khi chúng ta không có một cảm nhận gì hết. Nhưng qua lời của Chúa là Kinh Thánh đã hứa với chúng ta thì chúng ta có thể tin một cách xác quyết rằng chúng ta đã được sự cứu rỗi trước mặt Chúa, bởi vì lời của Ngài hứa với chúng ta như vậy. Và sự cứu rỗi đó không bao giờ mất đi và không ai có thể lấy sự cứu rỗi đó ra khỏi mỗi chúng ta. Chừng nào chúng ta còn bám chặt vào Chúa, còn giữ đức tin nơi Chúa và sống theo lời của Ngài thì sự cứu rỗi đó không bao giờ mất đi ra khỏi chúng ta. Không sự chết, không ma quỷ và không thiên sứ nào có thể lấy sự cứu rỗi đó ra khỏi chúng ta. Và chúng ta sẽ được hoàn toàn hưởng trọn vẹn sự cứu rỗi khi chúng ta qua đời hoặc khi chúng ta
còn sống, nhưng Chúa Giêsu sẽ trở lại trước lúc chúng ta qua đời. Và chúng ta sẽ được hưởng sự sống đầy trọn cùng với Chúa ở trại thiên đàng. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.